Huấn luyện viên Park Hang-seo bất ngờ có mặt tại sân tập, hiến kế giúp đội tuyển Việt Nam làm nên điều thần kỳ trước Indonesia. Đội tuyển Việt Nam chuẩn bị bước vào trận quyết đấu Indonesia với nhiều nỗi lo. Thể lực cầu thủ không đảm bảo, một số trụ cột dính chấn thương, chưa lấy lại phong độ, cũng như tinh thần bị hoài nghi sau khi để thua 8 trong 9 trận đấu gần nhất. Ngày 21 tháng 3, tuyển Việt Nam có chuyến làm khách trên sân của Indonesia tại vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á. Đánh giá về trận đấu này, cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam ông Park Hang-seo đã cảnh báo đội tuyển Việt Nam về sức mạnh của cầu thủ nhập tịch bên phía Indonesia. Đồng thời khuyên thầy trò huấn luyện viên Chu Dê cần chơi phòng ngự phản công với mục tiêu là có một điểm. Ông Park chia sẻ, một đội tuyển quốc gia có vài cầu thủ nhập tịch đã khác biệt lắm rồi. Chẳng hạn như tuyển Philippines sau khi có cầu thủ nhập tịch lập tức chơi ngang ngửa tuyển Việt Nam. Đằng này Indonesia nhập tịch tới hơn 10 cầu thủ. Rõ ràng có lợi thế lớn khi đối đầu với tuyển Việt Nam. Cầu thủ nhập tịch của Indonesia chủ yếu là gốc Hà Lan, một nền bóng đá phát triển trên thế giới, có thể hình, thể lực vượt trội. Đây là một thách thức rất lớn đối với thầy trò huấn luyện viên Chu Dê. Các bạn biết đấy, có đứng ở trong sân mới hiểu cảm giác mấy chục nghìn cổ động viên tạo nên bầu không khí như thế nào. Sân Gelora Bung Karno có sức chứa 80.000 khán giả, và tôi được biết là vé đã được bán hết. Đây là trận đấu không dành cho những cầu thủ non kinh nghiệm, bởi họ sẽ bị ngợp trước bầu không khí đó. Một khó khăn nữa của đội tuyển Việt Nam cũng được ông Park chỉ ra. Chúng ta mất trục dọc rất đáng tiếc vì chấn thương, đó là Quế Ngọc Hải, Tuấn Anh và Tuấn Hải. Trong các cầu thủ này, nếu có Quế Ngọc Hải chỉ huy hàng phòng ngự thì yên tâm hơn rất nhiều. Đó là cầu thủ bản lĩnh, tinh quái, dày dặn kinh nghiệm. Trước chuyến làm khách trên sân của Indonesia của đội tuyển Việt Nam, ông Park đã đưa ra lời khuyên. Ông nói, như tôi đã nói ở trên, trận đấu này không dành cho các cầu thủ non kinh nghiệm bởi sức ép khủng khiếp ở trên sân. Tôi dự đoán huấn luyện viên Chu Dê sử dụng nhiều cựu binh. Chúng ta cần chơi phòng ngự phản công ở trận đấu này. Ở Đông Nam Á, tuyển Việt Nam cũng chỉ ngang với Thái Lan hay Indonesia, không thể chơi cửa trên được. Huấn luyện viên Chu Dê cùng các học trò cần có mục tiêu rõ ràng. Tôi nghĩ hợp lý nhất là hướng tới một điểm. Rồi về sân nhà tính tiếp. Việc các đội tuyển Việt Nam trong thời gian gần đây liên tục thua các đội tuyển Indonesia từ SEA Games 32 cho đến Asian Cup 2023 có thể gây ảnh hưởng đến tâm lý của giới bóng đá Việt Nam vào lúc này. Ngoài ra, việc bóng đá Indonesia liên tục nhập tịch cho các cầu thủ có nguồn gốc châu Âu, chủ yếu là cầu thủ có gốc Hà Lan, tạo cảm giác rằng đội tuyển Indonesia đang mạnh lên. Tuy nhiên, thực chất, nếu để ý kỹ, Indonesia chỉ mạnh hơn so với chính đội này vài năm gần nhất. Đội bóng xứ sở vạn đảo chưa chắc mạnh hơn các đội còn lại tại Đông Nam Á, càng không mạnh hơn đội tuyển Việt Nam. Trong trường hợp đoàn quân của huấn luyện viên Philip Chu Dê sử dụng lực lượng mạnh nhất của toàn bộ nền bóng đá. Điểm mạnh của Indonesia thường được nhắc đến sau khi họ có thêm một loạt cầu thủ nhập tịch gốc châu Âu, chỉ là thể hình và thể lực. Về mặt này, như đã nói, đội tuyển Việt Nam có thể giải quyết nếu chúng ta sử dụng đủ dàn cầu thủ vừa cao to vừa giỏi chuyên môn mà bóng đá nội đang sở hữu, gồm thủ môn Nguyễn Philip cao 1m92, trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh cao 1m85, Nguyễn Thanh Bình cao 1m83, Nguyễn Thành Trung cao 1m82. Ngoài ra, bóng đá Việt Nam còn có hậu vệ phải Hồ Tấn Tài cao 1m80, tiền vệ Nguyễn Đức Chiến cao 1m83, Nguyễn Hoàng Đức cao 1m84, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc và Nguyễn Tiến Linh cùng cao 1m80, có thể hình tốt. Nhìn chung, cầu thủ Việt Nam hiện nay không quá thấp bé. Chỉ có điều hầu hết những người vừa nêu lại không xuất hiện trong trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam gặp Indonesia tại Asian Cup năm 2023. Trước nữa ở SEA Games 32, đội U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Chu Dê gồm toàn cầu thủ dưới 1m8, ngoại trừ thủ môn Quan Văn Chuẩn và trung vệ Lương Duy Cường. Gần như là đi ngược lại xu thế của bóng đá hiện đại, vốn rất coi trọng thể hình. Thành ra nếu đội tuyển Việt Nam đã có lực lượng khác ở thời điểm hiện tại, chúng ta có thể quên đi những trận thua tại Asian Cup 2023 và SEA Games 32. Không phải ngẫu nhiên mà các tuyển thủ Việt Nam hiện tại gồm có Duy Mạnh, Tiến Linh, Hùng Dũng khi phát biểu về các trận đấu sắp diễn ra trước Indonesia, tỏ ra rất tự tin. Họ không lạc quan suông. Họ đã nhìn thấy lối chơi và năng lực thực của dàn cầu thủ nhập tịch của đội bóng xứ sở vạn đảo. Sau khi nhìn thấy năng lực thực của các cầu thủ này, các tuyển thủ Việt Nam tin rằng
chúng ta đủ sức đánh bại Indonesia. Cầu thủ giỏi thực thụ, có năng lực cao thực thụ, không đến Đông Nam Á để đầu quân cho một đội tuyển xếp tận vị trí 142 FIFA như Indonesia. Ngay đến truyền thông xứ sở vạn đảo còn nghi ngờ khả năng thành công của dàn cầu thủ nhập tịch của đội tuyển nước mình, thì lẽ nào chúng ta cứ mãi e dè với họ? Riêng cựu phó chủ tịch chuyên môn của Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF Dương Vũ Lâm nhận xét. Thật ra thì các cầu thủ nhập tịch của Indonesia cũng mang đến điểm yếu cho đội bóng này. Tôi cảm giác yếu tố màu cờ sắc áo, yếu tố tinh thần của đội tuyển Indonesia hiện nay không mạnh như chính họ vài năm trước. Cầu thủ chính gốc Indonesia chơi hừng hực hơn nhiều. Cũng về chuyên môn, cựu huấn luyện viên đội tuyển Việt Nam ông Phan Thanh Hùng phân tích. Thật ra, ngay cả khi đội tuyển Việt Nam thua Indonesia 0-1 tại Asian Cup năm 2023, chúng ta vẫn đá hay hơn, nhất là trong hiệp 2. Đội bóng của huấn luyện viên Chu Dê tạo được nhiều cơ hội ghi bàn hơn hẳn đối thủ. Tiếc rằng chúng ta không tận dụng tốt cơ hội. Việc đội tuyển Việt Nam hồi đầu năm không tận dụng tốt cơ hội trước Indonesia ở Asian Cup, chủ yếu do năng lực của các chân sút, do kinh nghiệm của đội hình khi đó chưa cao, chưa đủ bình tĩnh để xử lý tình huống, lúc bị đặt vào thế phải rượt đuổi. Giờ thì tất cả những điều nêu trên đã thay đổi. Dàn cầu thủ hiện tại có kinh nghiệm, bản lĩnh tốt hơn hẳn. Những Tiến Linh, Quang Hải đã lấy lại được phong độ cao, tức là năng lực chuyên môn của các chân sút về lý thuyết đã được cải thiện. Thế nên chúng ta nên tự tin khi đối đầu với Indonesia, thay vì cứ mãi lo ngại về dàn cầu thủ nhập tịch, vốn còn chưa được kiểm chứng của huấn luyện viên Shin Tae-yong bên phía Indonesia. Đội tuyển Việt Nam đã thua 0-1 trước Indonesia trong lần gần nhất hai đội chạm trán ở vòng bảng Asian Cup 2023 hồi tháng 1. Dù thua tâm phục khẩu phục, nhưng phải thừa nhận, việc thiếu vắng những gương mặt chủ chốt khiến thầy trò huấn luyện viên Philippe Chuze bị hạn chế trong lựa chọn nhân sự và đấu pháp. Trong cuộc tái đấu Indonesia, đội tuyển Việt Nam đón chào những sự trở lại quan trọng. Hàng thủ có thêm chất thép khi Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Thành Trung trở lại. Đỗ Duy Mạnh thì bình phục hoàn toàn. Đây là những hậu vệ đã chinh chiến qua nhiều giải đấu lớn nhỏ trong 8 năm qua, có bề dày kinh nghiệm và độ tinh quái để đối diện với những trận đấu giàu áp lực thế này. Bùi Hoàng Việt Anh cũng bình phục chấn thương kịp thời. Ở tuyến giữa thì Hoàng Đức trở lại để chia lửa. Dù tiền vệ sinh năm 1998 chưa hợp với chiến thuật của huấn luyện viên Chu Dê trong giai đoạn đầu, nhưng cần lưu ý một chi tiết. Hoàng Đức được thử nghiệm ở vị trí tiền đạo là chủ yếu, thay vì tiền vệ trung tâm như sở trường của anh ấy. Nếu được trả về đúng vị trí, ngôi sao của thể công Viettel còn nguyên tầm ảnh hưởng. Minh chứng là tại V-League, Hoàng Đức đang dần lấy lại phong độ. Anh cũng bình phục hoàn toàn chấn thương, được thi đấu thường xuyên nên cảm giác bóng, tâm lý không phải là vấn đề lớn. Ngoài ra tuyến giữa còn có thêm Nguyễn Đức Chiến, cầu thủ sẽ tăng thêm khả năng tranh chấp, gây áp lực, sút xa để đối chọi với trung tuyến cực mạnh của Indonesia. Cuối cùng là trên hàng công, Nguyễn Tiến Linh và Nguyễn Công Phượng cũng mang tới kinh nghiệm, năng lực ứng biến ở những trận cầu khó. Với Tiến Linh, vấn đề hiện tại gần giống như Hoàng Đức, đó là khả năng hòa hợp với chiến thuật của huấn luyện viên Chu Dê. Chân sút sinh năm 1997 chưa có nhiều đất diễn dưới thời huấn luyện viên mới, chủ yếu do chấn thương cơ gặp phải ở câu lạc bộ Bình Dương. Tuy nhiên thì Tiến Linh vẫn là trung phong đẳng cấp với khả năng xử lý nhạy bén, gọn gàng và tì đè tốt. Nếu cần một mũi lao đóng đinh trong vòng cấm Indonesia để đón lõng đường truyền, huấn luyện viên Chu Dê khó tìm được phương án tốt hơn tiền đạo quê Hải Dương. Còn với Công Phượng, đó là câu chuyện thể lực khi chỉ ra sân vỏn vẹn 2 phút trong màu áo câu lạc bộ Yokohama FC trong năm 2023. Trong buổi tập gần nhất, Công Phượng vẫn đang được ghép tập cùng U23, chưa thể tập cùng đội tuyển quốc gia. Do Indonesia đang thay đổi từng ngày, nên đội tuyển Việt Nam cần theo sát chuyển động của đối thủ để tìm đấu pháp phù hợp. Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng khẳng định, điều quan trọng nhất là làm sao để giành điểm trước đối thủ. Mình phải chọn những con người làm sao cho phù hợp, chứ không thể đưa tất cả những gì mình muốn được. Tôi nghĩ sẽ là sự pha trộn giữa sức trẻ và kinh nghiệm. Đội tuyển Việt Nam cần nguồn năng lượng dồi dào của sức trẻ để chống đỡ lối chơi pressing cực rát mà Indonesia đã thể hiện ở Asian Cup. Triết lý của đội bóng xứ vạn đảo được thể hiện rõ trong cách huấn luyện viên Shin Tae-yong tuyển người. Chưa bàn đến kỹ năng xử lý bóng, dàn cầu thủ nhập tịch của Indonesia rất nhanh, khỏe, tranh chấp tốt, có khả năng va đập với độ dày cơ thể lớn
do ăn tập ở Hà Lan, ở Anh, ở Mỹ. Đó là một Indonesia rất khác so với tập thể thuần Á, chỉ có một số cầu thủ nhập tịch mà đội tuyển Việt Nam từng thắng trước đây. Nhưng mà đội tuyển Việt Nam cũng cần những trụ cột của lứa cầu thủ đã kinh qua nhiều sân đấu lớn. Áp lực tại Gelora Bungkano rất khủng khiếp, cầu thủ đôi khi gọi nhau cũng khó. Một thành viên đội tuyển đã nhớ lại như vậy. Văn Toàn thì cũng e dè trước sân đấu của đối thủ khi đánh giá rằng đá bên Indonesia thì áp lực đến từ khán giả là rất lớn. Họ thường đến sân rất sớm, từ lúc mình khởi động họ đã đến và tạo nên những áp lực cho đội khách rồi. Với những ngôi sao đã chinh chiến ở nhiều giải lớn, đội tuyển Việt Nam sẽ biết cách tiết chế, giữ nhịp độ, chơi với cái đầu tỉnh táo thay vì sa vào bẫy của Indonesia. Nếu giải quyết được đối thủ đáng sợ mang tên tâm lý, đội tuyển Việt Nam sẽ làm nên chuyện. Quý vị và các bạn hãy để lại những bình luận của mình ở phía dưới video này. Xin cảm ơn những bình luận của quý vị và các bạn. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.